chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với hệ thống xe máy Thanh Phương Phát. Và mình là Ngân, hôm nay Ngân sẽ giới thiệu với mọi người dòng xe không cần trả trước luôn. Chính là dòng xe Seagood ha. Bên cạnh Ngân đây là dòng xe Seagood màu trắng xanh nè. Phiên bản nó là phiên bản tâm đĩa nha mọi người. Thì nó có nhiều màu, nhiều phiên bản. Nếu mà màu sắc thì nó có là màu jean nè, lẫn màu 3D luôn. Thì giá xe nó chỉ dao động từ 19 triệu cho đến là 24 triệu thôi. Giá này đã có thuế VAT cho mọi người luôn ha. Thì biển số giấy tờ thì mọi người cứ inbox cho Ngân, Ngân sẽ hỗ trợ cho mình phần này. Thì dòng xe này thì nếu mà mình mua xe trả góp á, thì mình chỉ cần có căn cước công dân nè. Như Ngân nói là không cần trả trước luôn ha. Thì mình có căn cước là mình cứ mang theo, Ngân sẽ hỗ trợ cho mình là từ 18 tuổi trở lên cho đến 59 tuổi đảo lại. Ngân sẽ hỗ trợ hồ sơ trả góp. Nếu mà mình có thêm cái bằng lái, bảo hiểm y tế thì cứ mang theo ha. Ngân sẽ hỗ trợ cho mình là gói lãi suất ưu đãi nhất cho có thể ha. Thì ở bên đây nó cũng là màu đỏ, đỏ đen nè, căm đĩa luôn nha mọi người. Còn nếu mà mọi người thích căm đùm thì có phiên bản màu xám nè ha. Nó cũng có đa dạng màu cho mình luôn. Thì như là mẫu này thì là 110cc. Còn nếu mọi người thích mà FI á, tiết kiệm xăng hơn một xíu thì có thể là qua bên mẫu bên tham khảo bên đây ha. Mẫu FI thì nó sẽ cũng có mà đa dạng màu sắc ha, màu xám nè, có cái tem vàng cho mình luôn. Thì cái này là bên Ngân có trang bị cho mình là bộ phụ kiện là inox cho mọi người ha. Có ốc titan cho mọi người nè, có chống đỡ trước luôn ha. Thì cái này là bánh mâm cho mọi người nè. Ở đây thì là màu đỏ đen căm đĩa cho mọi người ha. Ở bên đây là màu xanh, là màu nhám cho mọi người nè. Có cái gì màu xanh ha. Đây bên thêm một màu nữa là màu này là màu sơn 3D bên Ngân nè. Thì nếu mà khách hàng mà có ưng cái màu, những cái màu mà khác màu jean á, thì mình cứ inbox, Ngân sẽ hỗ trợ cho mình sơn màu trong vòng từ 3 đến 7 ngày ha, tùy theo màu. Thì tiền sơn màu thì nó dao động tầm 2 đến 3 triệu. Bên em sẽ hỗ trợ cho mình là đổi màu cà vẹt phù hợp với xe cho mình ha. Thì bên Ngân có trang bị cho mình là một số là như là phụ kiện như là kính kiểu nè, bara titan hoặc là bara inox thường ha. Thì có lốc máy trước bên phải bên trái nè, có phuộc ô đình cho mình luôn để giảm sốc cực kỳ êm ái cho mình ha. Thì dòng xe này cũng vậy, cũng không cần trả trước đâu. Ví dụ mà mọi người thì mẫu xe này không cần trả trước nha, từ 18 tuổi là có thể mua xe trả góp được nha mọi người. Mọi người cứ cầm cái căn cước công dân hơn, Ngân sẽ hỗ trợ cho mình. Thì hiện tại thì cửa hàng Ngân đang đứng là ở Bình Dương, chi nhánh ở Bình Dương ha. Mọi người ví dụ mà ở những vị trí lân cận thì cứ inbox Zalo cho Ngân, Ngân sẽ hỗ trợ đón mọi người. Cũng như hỗ trợ tiền xăng xe nè, combo quà trị giá là 2 triệu đồng nha mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã xem video của Ngân. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.